Lịch thi đấu bóng đá ngày 9 tháng 9, trận U23 Việt Nam và Yemen. Vòng loại U23 châu Á. Thưa quý vị, U23 Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ khi giành chiến thắng 6-0 trước U23 Guam tại vòng loại U23 châu Á 2024. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên Tuchel sẽ chạm trán với U23 Yemen vào lúc 19 giờ hôm nay 9 tháng 9 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. So với U23 Guam thì U23 Yemen được xem là thử thách không hề nhỏ với đội chủ nhà. Hiện tại, U23 Yemen có cùng 3 điểm với U23 Việt Nam nhưng xếp thứ hai do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trước đó, họ giành chiến thắng trước U23 Singapore với tỷ số 3-0 trong lượt trận đầu tiên. U23 Yemen cho thấy họ là đội bóng được tổ chức tốt, có nền tảng thể lực bền bỉ, tấn công đa dạng và phòng ngự chắc chắn, khiến U23 Singapore gần như không thể tạo ra cơ hội ghi bàn rõ ràng. Trong khi đó, mục tiêu của U23 Việt Nam là đánh bại U23 Yemen để tiến gần hơn đến tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, thì chắc chắn điều mà các học trò của huấn luyện viên Tuchel cần làm là cải thiện khâu đỡ bước một và khả năng dứt điểm tốt hơn. Trước đó, U23 Việt Nam đã phung phí rất nhiều cơ hội trong trận đấu với U23 Guam